Dạ em xin kính chào cô chú anh chị, các bạn, các em đang theo dõi kênh channel Hoa Sen in Canada của em và đang theo dõi cái vlog nói về hành trình mà cùng con gái hòa nhập cuộc sống. Thì hôm nay phần 3 em xin tiếp tục cái câu chuyện về bé gái, con gái của em. Thì tiếp nối ở phần 2, như em có nhắc đến, thì khi bé lớn thì phải ra khỏi cái vòng tay của mẹ rồi. Thì nhỏ thì đi đâu cũng bế ẩm, ẩm bồng hết, đi đâu cũng mẹ cũng che chở được hết, mẹ cũng làm cho hết. Nhưng mà khi lớn rồi thì cho bé ra xã hội hòa nhập thì bé bắt buộc phải tự mình đối diện với cái xã hội mà bé đang tiếp cận và đang hòa nhập. Thì như em có nói ở phần trước, bé phải đối diện với cái mối quan hệ xã hội với bạn bè, với những cái trẻ bình thường. Vì bản thân em không có muốn đưa bé vào những cái trường chuyên biệt, thì bé phải hòa nhập, tức là phải đi đến những cái trường mà dành cho những trẻ bình thường. Thì khi mà bé ở trong cái môi trường đó, cô chú anh chị, hoàn toàn là không có an toàn một chút nào hết. Và đó là cái lứa tuổi cấp 2 đó cô chú anh chị, từ lớp 6 đến lớp 9 đó. Thì như cô chú anh chị biết rồi ha, thì từ lớp 6 đến lớp 9 nó gọi là kiểu như thanh thiếu niên vậy đó, nó chưa có trưởng thành ha. Và thêm vào đó là những cái định kiến xã hội và những cái quan điểm, quan niệm nó không có đúng đắn về những cái người bị bệnh, thành nó khiến cho những cái trẻ học cùng với nó thời điểm đó nó có một cái sự phân biệt đối xử rất là rõ ràng luôn. Nó coi con bé này nó không có bình thường ha, nó không có giống như tụi nó, thành ra là nó rất là bắt nạt, ăn hiếp. Nó đánh con bé như em đã nói ở cái lần trước đó. Thực ra em không có muốn nhắc đi nhắc lại nhiều đâu, nhưng mà đây để cho cô chú anh chị nào ha có con trong cái hoàn cảnh này thì có thể hiểu được, có thể hiểu được ha vì sao. Và em mong là những cái trẻ hiện giờ mà ở trong cái trường hợp, cái hoàn cảnh như con của em mong là nó được xã hội mở rộng vòng tay hơn ha. Và những cái quan niệm về những cái người thiếu may mắn như vậy á, thì được 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 ít nhiều gì mở mang hơn để cho nó không có bị đối xử như vậy như con của em nữa. Thì khi mà bé lên cấp 3 đó cô chú anh chị, lên cấp 3 thì bé cũng vẫn học ở cái trường đó. Thì cái năm đầu tiên mà bé lên cấp 3 là bé chuyển sang Canada. Thì trước đó 1-2 năm đó thì là bé cũng lớn rồi cô chú anh chị, lúc đó nó cũng 16-17 tuổi rồi. Thì nó học chung với những cái bé ở những cái cháu ở ở, ở cái trường ở trường tư á. Nhưng mà vì là em có cái giấy gọi là chứng nhận khuyết tật đó, cho nên là bé được đặt cách học những cái chương trình nó ok hơn. Nhưng mà nói chung ngôi trường thì người ta không có thiết kế để cho dành những cái trẻ đó, cho nên là hoàn toàn không có một cái phương tiện bảo vệ gì hết đó. Nó vẫn phải sống chung với những cái bé, những cái đứa trẻ khác ha, những đứa trẻ bình thường khác. Và khi nó lớn thì con em nó có một cái điểm mà như cô chú anh chị em đã nói ở trong cái vlog trước, là cái não của nó với cái thùy trái nó không có phát triển, có nghĩa là tất cả những cái gì về tư duy, về logic là nó không có hiểu. Cùng thêm đó thì cái trí thông minh của nó không có được nhiều, nhưng mà nó rất là tình cảm. Được cái là cái bán cầu não phải của nó phát triển đó cô chú anh chị, thì những cái về cảm xúc thì nó rất là nhạy bén, có nghĩa là nó hiểu được là nó làm như vậy thì là người khác buồn, hoặc là nó làm như vậy thì người khác vui. Nó hiểu được cái chuyện đó, cho nên khi mà nó sống cùng với em, lúc nào nó cũng muốn làm cho em vui hết đó. Nó rất là ngoan luôn cô chú anh chị, nó hiền lắm luôn, nó ngoan và nó rất là hiền. Nó đối xử với bạn bè nó cũng vậy luôn, tức là nó rất là thích chơi với bạn. Nhưng mà cái sự phát triển của nó không có đủ để mà hòa nhập được với những cái trẻ cùng tuổi. Có nghĩa là lúc đó là nó 16, 17 tuổi rồi, nhưng mà nó vẫn chơi với những đứa, ví dụ như em nó là lúc đó là 4, 5 tuổi, thì nó chơi với những em bé đó thì nó lại là chơi được. Có nghĩa là nó bị quá chậm so với cái lứa tuổi của nó. Thành ra khi mà nó lên cấp 3 thì những cái trẻ mà ở cấp 3 thì nó đã rất là phát triển rồi cô chú anh chị, nó phát triển mà cô chú anh chị biết rồi, thời này mà
tiếp cận thông thông tin nè, tiếp cận với mạng xã hội nè, các thứ thì trẻ em tự nhiên nó cũng phát triển so với cái thời của em, với những cái bạn nào mà cùng cái lứa mà thời của em á, thì nó làm gì có internet đâu, cho nên á là cái sự tiếp cận á, nó cũng ít đi. Thì bây giờ cái tiếp cận nó nhiều lên rồi, và nó đi học, tuy là nó lớn tuổi hơn những cái bé khác nhưng mà nó học chung lớp mà nó rất là thích chơi, nó thích chơi lắm, nó hay đi. Nhưng mà tuổi kia thì nó không có thích chơi với con bé này, tại vì con bé này nó lớn, nó to như thế mà nó lớn hơn nữa, mà chơi chung mà nó lại còn không bắt kịp được với những cái đứa mà nhỏ hơn nó mấy tuổi nữa. Nó có như một đứa nhỏ luôn, một đứa trẻ em, một đứa trẻ con á. Thành ra khi nó chơi chung thì nó không có hiểu, ví dụ như nó chơi một cái trò đó nó không có hiểu được để mà nó có thể mà bắt nhịp được với những cái trẻ khác. Thế là đỉnh điểm của chú anh chị là những cái ám ảnh tâm lý của em cái thời điểm đó. Đỉnh điểm là hôm đó thì tại vì nó đi học thì xe xe đưa rước của trường nó đưa rước cửa tận cửa nhà, tận cửa chỗ em ở luôn, thì chiều cũng trở về. Thì buộc lòng là cháu phải xài cái điện thoại ha, thì em mua cho nó một cái điện thoại để nó có thể nghe gọi, ví dụ như là nó cần cái gì á nó gọi. Tất nhiên là trẻ nào cũng có, những cái trẻ mà tuổi nó thì đã có cái những cái điện thoại gọi là thông minh rồi, còn em lúc đó em chỉ mua cho nó một cái điện thoại là vừa đủ thôi, điện thoại Samsung mà nó vừa đủ là để lên Google rồi các thứ thôi, nó không có cái gì mà nhiều hết. Thì đỉnh điểm là hôm đó em mới nó đi học về nó khóc quá chừng luôn, nó khóc mà em không hiểu tại sao. Thế em mới hỏi nó là con sao mà con khóc dữ vậy, con bị đánh nữa hay là sao? Cái nó lắc đầu, nó không nói. Thế là em mới coi điện thoại của nó, mới lục điện thoại thì trong điện thoại mở ra là tin nhắn gọi là chia tay yêu đương gì tùm lum hết. Thì em mới lục ra thì em mới thấy một cái hình của một cái người thanh niên lớn rồi nha cô chú anh chị, lúc đó là cũng bé con em là nó 16 tuổi, mà lúc đó cái người thanh niên đó cái hình là cũng phải cỡ em á, nhỏ hơn, cũng cỡ lớn rồi, đàn ông luôn rồi chứ không phải là cái tuổi học trò nữa. Thì là em bắt đầu em mới đọc hết cái tin nhắn đó, em với ông xã em ngồi đọc, ông xã em là coi như là cứ cầm cái thấy cái hình đó mà tự nhiên tái mét cái mặt mày, không có run rẩy hết luôn. Thì đọc cái tin nhắn đó là cứ cái ông kia là cứ anh không đến trường em được đâu, con bé này thì cứ anh đến trường em đi cho bạn em thấy. Thì ông kia thì mới nói là anh không đến đâu, em đi đó, em đến chỗ anh đi. Thế là nói là đến chỗ anh là đến chỗ nào, đến khách sạn tên này tên này tên này. Rồi xong rồi con bé này nó mới nói là em nhỏ em không, mẹ em không có cho, em phải đến trường em chỉ cho bạn em thấy. Thế là ông kia ông mới nói là không anh không tới đâu, bây giờ em yêu anh á thì em phải tới cái chỗ của anh. Trời ơi em đọc xong mà em cứ người em nó bủng rủng hết tay chân run rẩy hết luôn á cô chú anh chị, không biết làm sao mà mình chẳng lẽ giờ mình đi vô trường mình ngồi mình học cùng con mình để mình biết cái chuyện gì xảy ra, tại vì nó quá khờ để nó không có hiểu cái chuyện gì hết. Trời ơi em biết làm sao á, em ngồi em sợ quá em run hết lẩy bẩy lên. Thế ông xã em ông mới nói cái bình tĩnh đi, bây giờ kêu nó qua nói chuyện coi là nó bình tĩnh lại chưa, hỏi nó coi cái ngọn ngành của cái người này ở đâu rồi, có biết không, có gặp ở ngoài chưa để mình biết mình tính cái đường, chứ bây giờ ngồi đó mà làm ầm lên hoặc là đi là sợ hãi khóc lóc thì nó không được giải quyết cái gì đó. Thì em mới gọi ra em mới để cho em cũng nghe lời ông xã em, ổng thì cũng rất tâm lý. Thế là em nghe lời ông xã em thì cái tính em cái gì nó cũng giống như em cái kiềm chế cảm xúc của em nó không có được tốt, cho nên mình vui mình buồn gì là mình thể hiện liền, mình không có chờ đợi được luôn. Rồi cái lúc đó mình sợ, mình cảm thấy mình sợ rủng rủng biết con mình nó có chuyện gì không. Thì cái tin nhắn tới khúc đó thôi, cái gì chia tay gì tùm lum cũng không có thấy nói là đi khách sạn gì hay là gì, không chưa có cái gì, cũng may là chưa có cái gì. Đó thì em mới chờ con bé nó nguôi dần nó hết khóc, em mới hỏi nó con sao cái người này ở đâu vậy con. Thì nó mới nói là con quen ở trên mạng đó. Thì em mới nói là ủa mạng nào ở đâu, mạng là mạng Facebook hay là Zalo hay là cái gì hay là ở đâu, rồi ai ai kêu con, ai chỉ cho con. Nó mới nói là nhỏ bạn nó trong lớp á đứa nào cũng có bồ hết á. Thì vô mới nói nó là mày bị khùng, mày khùng cho nên mày không có bồ. Thành ra là nếu mà mày thì con bé này nó nghe vậy cái nó đu theo, nó mới hỏi đâu đâu mày chỉ cho tao. Thế là
hai ba đứa gì, hai nhỏ gái gì trong lớp, mới là không biết làm gì, vô mạng rồi chat, mới đè mới mới là đưa cái số của cái ông đó đó cho con này để mà chat. Rồi xong rồi hai con nhỏ kia mới xúi con bé này là bây giờ mày phải quen với ảnh, quen là anh mày phải yêu ảnh, làm bồ của ảnh đó, thì tụi tao mới chơi với mày đó. Cô chú anh chị thấy nó kinh khủng không? Nói chung là từ cái chuyện mà tiền bạc ha, cho giờ là tới cái chuyện mà như vậy luôn. Coi như là em cảm giác như con em nó không hề có được cái sức mạnh nào để mà chống chọi lại với cái xã hội nó quá phức tạp như vậy nữa. Và mình đây là mình đã rất là mỗi ngày luôn mình quan tâm con mình, và mình đã làm hết mọi cách luôn, nhưng mà mình vẫn không thể nào mình cản được cái chuyện đó. Chẳng lẽ giờ mình vô lớp mình ngồi kế nó để mình học cùng với nó, để mà mình coi nó ai nói chuyện với nó, thì cái điều đó không thể nào mà làm được. Cái em mới sợ quá, em mới phân tích cho nó, em nói con có biết không, con nhỏ mà cái ông này á là ông lớn gần bằng mẹ luôn rồi, con nhìn thấy cái mặt ổng không, mà con nói con có biết yêu là gì không. Nó nói là có bồ là tới trường á cho bạn coi á đó, thì là có bồ giống như tụi nó cũng có bồ. Nó nói vậy rồi con có biết yêu làm sao, con biết ổng rủ đi khách sạn để làm gì không. Thì thật sự á, con em nó như vậy, cho nên từ nhỏ giờ em ít khi em nào em nói chuyện với nó về những cái chuyện mà yêu đương trai gái lắm. Tuy là nó 16 tuổi của chú anh chị mà nó không có biết cái gì luôn á, nó không hề biết yêu là cái gì, không hề biết là bạn coi như là tình cảm trai gái là cái gì. Tại vì cái cơ thể nó thì phát triển như vậy, nhưng mà cái đầu của nó là chỉ mới có khoảng chừng 7-8 tuổi thôi. Cái thời điểm đó là năm nó 12 10 16 tuổi là cái phát triển thần kinh của nó là chỉ mới tới khoảng chừng 6 7 tuổi, 7 8 tuổi thôi. Làm sao nó hiểu được yêu là cái gì, rồi nhớ nhung trai gái là cái gì. Mà cô chú anh chị thấy được cái xã hội khi mà nó đưa con người đến cái mức độ như vậy thì quá là em cảm thấy là em không còn cách nào khác nữa. Và mình đã làm hết cách để mà ở gần nó rồi. Thời thời điểm đó em cũng không có, em biết con em là mình có giải thích theo một cái hướng gọi là bình thường ha, như một đứa 16 tuổi mà mẹ ngồi nói chuyện với nó về cái tình cảm yêu đương trai gái, thì đối với con em không thể nào giải thích được bằng cái cách đó. Mình phải nói bằng cái cách khác. Thì mình phải nói nhưng bằng cách khác như thế nào để cho nó hiểu và nó sợ và nó hiểu ra cái vấn đề để mà nó tiếp thu được. Thì em mới ngồi em giải thích cho nó, em mới nói là con, thứ nhất là con còn rất là nhỏ ha, con còn rất là nhỏ, con không có cần yêu để làm cái gì hết á. Nó nói là ở trong lớp đứa nhỏ nào cũng có người bồ hết á, em nói con có biết có bồ để làm cái gì không. Nó nói không, nó nói có bồ thì để ai cũng có bồ thì mình mới có bồ. Nó nói thì có bồ ha, có bồ là để người ta yêu thương, nhưng mà cái tuổi con ở cái tuổi này con chỉ có đi học, ở về nhà mẹ nấu cơm cho con ăn, rồi con học bài ha, con tới trường con học thôi, chứ còn không có, không có cần cái người như vậy chăm sóc cho con chưa có cần, khi nào con lớn rồi con mới cần. Cái nó khóc ầm ĩ cả nhà luôn cô chú anh chị, nó khóc quá trời. Nó nói là không, bạn nào ở trong lớp cũng có bồ hết trơn á. Thôi không, lúc đó là bế tắc không biết giải thích làm sao với nó hết. Thì em mới nói là bây giờ con cứ đi học đi, mai mốt á khi nào mẹ thấy con lớn rồi ha, con lớn rồi con cần, lúc đó là con mẹ bận ha, mẹ già rồi mẹ không có đưa đón con được nè, mẹ không có chở con đi chơi được nè, thì lúc đó con cần cái người bạn trai ha, hoặc là người bạn thân của con là con đi chơi với cái bạn đó. Tức là nó không có hiểu cô chú anh chị, nó không hiểu được là trai gái yêu đương là cái gì luôn. Tức là con nhỏ mấy con đứa trong lớp á, nó có bồ nó bắt con nhỏ này phải có bồ, là con nhỏ này phải có, và nó còn tìm cách nó đưa con nhỏ này vô những cái chuyện đó nữa. Thật sự ám ảnh sợ hãi, em thật sự em rất là ám ảnh luôn. Em mới nói nó là mẹ nói con như vậy á thì con phải suy nghĩ, con phải thương mẹ ha, mẹ nói những cái điều đúng cho con. Rồi xong nó hứa nó hẹn, rồi sau khi nó hiểu ra ha, ngồi nói hết ngày này qua ngày kia, rất là sợ luôn cô chú anh chị, không có dám cho nó đi đâu luôn á. Cái tới cái chừng mà mấy ngày sau thì cũng nó nói là thôi nó không nói chuyện với cái người đó nữa, nó nghe lời em lắm, nó cũng hiền, nó ngoan, nó nghe lời rồi nó không có nói chuyện nữa. Thế là bẵng đi khoảng 1-2 tháng sau lại một cái vụ giống như vậy nữa, rồi nó nói là nhỏ này trong lớp nó kêu nó là vậy đó, là anh họ của nhỏ trong lớp, rồi là em họ gì đó, là bây giờ phải quen phải yêu. Trời ơi, lúc đó em không biết làm sao, em phải nói là bây giờ
em mới nghĩ, em mới suy nghĩ một cách, tức là mình không, em mới gọi điện em hỏi cái một cái chị kia, chị cũng là bác sĩ về 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 tâm sinh lý trẻ em tuổi học trò này, em mới gọi em tư vấn khắp nơi. Thì người ta cũng khuyên, người ta nói là bây giờ mình phải giải thích cho nó thôi, tại vì chỉ có mẹ mới hiểu con thôi, nuôi con từ nhỏ con mình nó như thế nào, mà nó là trường hợp đặc biệt, nó không có phải là một cái đại, một cái phổ biến để cho người ta có thể đi sâu lại từng cái vấn đề, à, từng cái trường hợp, thì mình phải tìm ra cái cách để mà mình nói chuyện với con mình. Đó, thì em không, lúc đó em đúng bế tắc lắm, em mới nói chuyện với ông xã nói bây giờ em phải nói ra những cái điều mà để cho nó sợ ha, để cho nó sợ và nó nhận ra là cái điều đó sẽ đem lại một cái hậu quả rất là ghê gớm. Thế là em mới phải nói, buộc lòng em phải nói là bây giờ con á, con mà để thì cái mục đích của mình ở đây là chỉ muốn là nó không có nghĩ tới cái chuyện đó, mà nó sợ, nó không có dám nghĩ tới thôi. Đó, thì em mới nói là bây giờ á, con có biết á, là con mà nói chuyện với cái người đó là con có em bé, phải nói vậy, phải hù nó như vậy đó, phải có em, con sẽ có em bé ha, rồi con sẽ, rồi rồi con nhỏ như vậy mà con có em bé rồi con sẽ bệnh, con sẽ phải hù nó rất là nhiều những cái thứ ghê gớm để cho nó sợ, tại vì hết cách rồi, nói quá trời nói cũng không biết là rồi lúc đó nó hiểu rồi, xong rồi nó nghe rồi vô lớp nó gặp mấy nhỏ trong lớp, rồi mấy nhỏ lớp suối nó thì nó lại như vậy nữa, cho nên em rất là sợ luôn. Mà em biết một cái điều mà em rất là tin và em biết luôn là con nó không có biết yêu là cái gì hết, nó chưa biết yêu đương trai gái là cái gì luôn đó. Thật sự là mình hiểu cái chuyện đó luôn, tại vì nếu mà nó yêu á mà em mà kêu nó ngừng á thì nó sẽ khác, nó biểu hiện khác, chứ nó không phải là nó à thôi nghỉ chơi cái kiểu vậy, nó như một đứa con nít luôn cô chú anh chị. À, nhưng mà thật sự rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm luôn. Thì đó là đỉnh điểm mà những cái lần sợ hãi của em á, là thì đó cái thì suốt cái quá trình mà cháu nó học ở trường, một cái trường đó, trường tư đó, thì liên tục ha những cái chuyện nó xảy ra đó cô chú anh chị, và nó dồn em, nên em phải quyết định thôi, thôi mình quyết định mình phải ra đi, trong khi bao nhiêu năm mình xây dựng những cái gì ở Việt Nam ha, mình dày dựng những cái gì ở Việt Nam bao nhiêu năm, mình quyết định là mình đi vì con, mình đi vì một cái, mình mong chờ một cái xã hội nó tiến bộ hơn, giáo dục nó tốt hơn và cái nhân quyền của con người mình á nó được đề cao hơn, thì khi đó những cái trẻ như con em á có thể nó sẽ được, cái giá trị của nó sẽ được người ta tôn trọng hơn, chứ không có như là bị đàn áp, bị dồn ép đến cái mức độ như vậy ha. May ha, em thật sự em cũng thấy rất là may mắn là chưa có một cái hậu quả gì ghê gớm hết. Tại vì thực ra thì mình cũng rất là theo sát con mình không có để rơi một cái ngày nào hết. Thực ra như em cũng phải bớt cái công việc của mình ha, bớt những cái niềm đam mê của mình để mình tập trung cho nó. Cái gì mà mình thấy được là mình sẽ làm được ha, nhưng mà nó ảnh hưởng tới hai đứa con, hai đứa, đứa nhất là cái đứa lớn là mình ngưng lại. Cho nên ví dụ như người bình thường, người ta có con khỏe mạnh ha, có con nó phát triển xuất sắc á, thì mình có nhiều thời gian dành cho bản thân nhiều hơn ha, và mình cũng 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 thì mình lúc đó mình đầu tư cho cái sự nghiệp của mình nó nhiều hơn. Nhưng mà đằng này con mình nó như vậy rồi, mình chấp nhận thôi. Thì thời gian với bạn bè cũng không có, lúc nào là chiều tối phải đi học về là đi làm về là cũng con thôi, quấn quay quần bên con. Mà cô chú anh chị biết là em với ông xã em là ông xã em đến với em là coi như ông độc thân ha, lúc đó ông độc thân chưa từng có vợ cũng chưa từng có con luôn. Và khi đến với em là cô chú anh chị biết là đám cưới xong là đi hưởng tuần trăng mật là xách con theo đó. Cho tới bây giờ vẫn còn đùa nhau là đi cưới cũng mấy năm rồi, mà nghĩ lại cái thời gian mà đi hưởng tuần trăng mật có thấy sao mắc cười quá, tại vì hưởng tuần trăng mật mà lúc nào thằng bé cũng nằm kế bên đó, rồi đi đâu cũng đi nó đem nó theo, đi du lịch hay cái gì là đem nó theo. Mà từ trước giờ khi từ khi mà ông xã em mà đến với em tới giờ là chưa có một chuyến đi nào mà hai đứa được tự do mà đi với nhau, lúc nào cũng tha theo hai đứa con. Thì qua Canada này cũng vậy á, cô chú anh chị. Ở đây thì không có người thân ha. Gia đình của anh thì bên Ontario, còn gia đình của em thì bên Việt Nam. Ở đây không có người thân, không có ai hết á. Như hai vợ chồng là mới tin luôn, đến Calgary và Alberta là mới tin luôn, giống như là hai tờ giấy trắng vậy.
Thực ra thì Canada cô chú anh chị có những cái họ cũng giống nhau ha, ở mọi cái bang nó giống nhau, nhưng mà có những cái thì ở tỉnh bang này nó cũng khác nhiều lắm. Thực ra nó khác rất là nhiều luôn, mỗi tỉnh bang nó giống như một cái nước riêng vậy đó. Đó. Nó cũng có những cái quy tắc chung của toàn cái nước Canada, nhưng mà mỗi tỉnh bang nó có một cái nguyên tắc riêng nữa. Thành ra khi hai vợ chồng mà đi dọn đến đây cùng hai đứa con á, là không có thời gian luôn á cô chú anh chị, nhất là thời gian đầu á. Thì thôi thì bé cuối cùng thì cũng đến được Canada rồi cô chú anh chị, và 2 năm vừa qua thì bé không còn bị những cái trận đòn đánh của bạn bè chung lớp nữa. Bé học chung với những cái bạn rất là, có những bạn thì là dân bản xứ ở đây, và cũng có những bạn thì là cũng dân nhập cư ha, từ những nước khác đến, và tôn trọng lẫn nhau. Chưa có cái tiếng Anh của bé thì cũng khá lên dần, thực ra thì nó cũng nói được vài từ với cô chú anh chị tiếng Anh, nó cũng có hiểu được. Nhưng mà những cái mà em hy vọng ha, và muốn 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 sắp đặt, muốn sắp xếp cho bé ở đây thì nó cũng chưa có kết quả gì hết. Tại vì mình ở đây thì cô chú anh chị biết rồi, mỗi lần mà nộp hồ sơ ha, để mà xét duyệt một cái chuyện gì nó rất là lâu, có khi kéo dài 8 đến 10 tháng luôn là cái chuyện bình thường. Và để trước khi mình nộp đơn thì cả một cái quá trình mình phải đi cái gom nhắc hồ gom gom góp những cái hồ, những cái giấy tờ ha, những cái mà người ta yêu cầu á. Thì khi mà mình nộp vô rồi, tính từ cái lúc nộp mà cho tới cái lúc họ duyệt á, kéo dài từ 8 đến 10 tháng. Cho nên tới thời điểm này thì cũng chưa có một cái kết quả gì hết, đơn đồ đã nộp đi hết rồi ha. Thực ra thì con em thì nó như vậy, cho nên là ở đâu cũng vậy á cô chú anh chị, không phải là mình đi qua Canada rồi mình bỏ nó được, rồi mình yên tâm hay là cái gì đó mình bỏ được, lúc nào cũng phải theo sát hết. Nhưng mà sang bên này á thì em có một cái cảm nhận, một cái cảm giác là nó khá an toàn cho bé nhà em. Tại vì mình cảm nhận mà, mình cảm nhận tất nhiên là không có một cái quốc gia nào á là một cái quốc gia mà nó hoàn hảo, nó perfect đến cái mức mà mình có thể coi như là la lên là nó tuyệt vời quá. Thì tất nhiên nó cũng có những cái thất vọng, những cái điều mà mình thất vọng là vì sao, là tại vì mình đã hy vọng cho nên là bây giờ nó không có thì mình thất vọng. Nhưng mà thực ra suy cho cùng thì đây là một cái nước rất văn minh đó cô chú anh chị, và con người thì sống cũng có văn hóa. Tất tuy là dân nhập cư đến đây cũng rất là nhiều, nhưng mà họ là những người được chọn lọc cô chú anh chị trong nhiều cái mức độ khác nhau và trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, họ cũng được chọn lọc ha, và luật pháp ở đây cũng khá nghiêm. Con người thì cái giáo dục nó tốt, cho nên là tất nhiên là không phải có những hạt sạn rồi cô chú anh chị, không thể nào mà nó perfect được, cũng không thể nào perfect được đâu. Tại vì em cũng từng nghe nói có một người quen ha, cũng có con trong hoàn cảnh của em ha. Thì bé đó thì nhỏ hơn con của em. Bé đó thì nó nhỏ, rất là nhỏ ha, cô chú anh chị biết rồi ha. Nó nhỏ, nó đi học thì bạn không có chơi với nó, tại vì nó là ở dơ ha. Rồi ở bên này hay cô chú anh chị, em đang kể chuyện bên này nha, thì nói là ở dơ không có chơi, bịt mũi rồi xa lánh. Và một cái bé khác á, thì em biết là nó là một trẻ bình thường nha cô chú anh chị, mà nó đi học thì nó bị một cái bạn bản xứ ở đây á, là đánh nó ha, giật cái dây chuyền, rồi từ không phải là cướp cái dây chuyền phải ăn cắp, mà là giật xuống để chọc ghẹo đó, giật xuống là quăng xuống đất, rồi đánh thằng nhỏ bầm chạy xước mặt luôn á. Rồi khi nó về thì mẹ nó nói vậy, bữa sau mẹ nó dắt nó vô á, nói chuyện với cô giáo rồi xong thì nhà trường cũng có những cái biện pháp giống như ở Việt Nam mình vậy đó, gặp gỡ phụ huynh này kia. Rồi vài ngày sau rồi nó lại dồn thằng bé vô trong toilet nữa, và nó đánh thằng bé. Thì đó là những cái câu chuyện mà em nghe được ha. Cho nên là ở đâu thì cũng sẽ có những cái hạt sạn ha, những có những cái sự thiếu công bằng đối với tất cả mọi người. Nhưng mà con em thì riêng đối với con em thì bé cũng lớn rồi cô chú anh chị, và may mắn là nó cũng lớn, mà khi nó qua đây thì may mắn là nó được học ở những cái ngôi trường khá là tốt. Nói chung là kỳ thị thì có đó cô chú anh chị, kỳ thị thì có đó. Ví dụ như là nó nhắn tin ha, thì nó dùng Google Translate để nó dịch ra những cái câu nói đối với bạn của nó. Và khi mà cái ngôi trường đầu tiên mà nó học á,
Thì ở trong lớp đó có một cái bạn người Việt Nam, thì ở cô trường mới 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 yêu cầu cái bạn đó, tức là sắp đặt cho bạn đó là sẽ giúp đỡ con bé nhà em. Thì lúc đó ngày hôm đó em cũng có vô trường, thì bạn đó cũng người Việt Nam ha, nhỏ hơn bé nhà em, thì cũng rất là dễ thương. Lúc đầu nó nói là, nó gật đầu, nó cũng rất là nhìn nó rất là hiền ha, nó gật đầu nó nói là nó sẽ giúp. Nhưng mà sau rồi vài tháng sau á, thì em có đọc cái tin nhắn, tại vì người Việt Nam thì hai đứa nó nhắn tin với nhau, thì con bé kia nó gọi nhỏ nhà em là mày, trong khi bé nhà em thì lúc nào cũng gọi là bạn bạn ấy ơi, bạn ấy ơi. Nhưng mà cái bé kia á, nó bình thường mà, nhưng mà nó chỉ là Việt Nam thì nhà trường nhờ nó giúp giúp về ngôn ngữ cho bé nhà em á, thì nó nói là nó nói mày làm phiền tao quá đó. Nhưng mà nói chung là những cái manh động ha, những cái bạo lực như ở Việt Nam thì con em nó không có bị. Khi mà nó qua đây thì là gần 2 năm rồi, nó không hề bị đánh nhau, đánh hoặc là nó không bị những cái kiểu bắt nạt ăn hiếp như là ở bên Việt Nam. Thì khi đổi trường cho nó thì ở cái trường này không có người Việt Nam, ở cái lớp nó không có người Việt Nam, thì có một bạn người 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 Trung Quốc, thì cũng rất là dễ thương của chú anh chị, và những cái bạn kia thì cũng rất dễ thương với bé. Nói chung là mọi việc nó rất là vui, bé rất là vui ha. Em chỉ có một điều em cảm thấy em rất là mừng, tại vì con em á, nó không, nó là một đứa trẻ nhạy cảm, nhưng mà nó rất là, nó sợ làm cho người khác buồn mà nó muốn làm cho người khác vui nữa. Và nó rất là biết chuyện, nó hiểu chuyện lắm cô chú anh chị, nó không, nó ít có buồn ha, nó ít có bị, nó ít có buồn đến cái mức mà ví dụ như một người bình thường mình nghe một cái câu nói kỳ thị đó thì mình về mình buồn, có thể là mình ám ảnh, và có thể như những cái trẻ mà như cô chú anh chị biết nó dễ bị tổn thương và nó nghĩ đến những cái xấu. Nhưng mà được cái con em nó rất, chắc là từ nhỏ nó quen với cái chuyện nó là đi học bị ăn hiếp rồi hay sao, cho nên là có nói động chạm hay là nói chọc nó hay cái gì thì nó cũng coi cái chuyện nó bình thường, cho nên là nó được cái vậy. Nó may mắn là nó được một cái là nó không có bị tổn thương bởi những cái lời nói xúc phạm đó của chú anh chị. Thì nói chung thực ra thì nó mỗi ngày nó mỗi khá lên cô chú anh chị, và nó hiểu được cái cuộc sống, cái giá trị cuộc sống đó là cái gì. Bây giờ thì nó cũng gần tốt nghiệp lớp 12, thì tháng sau thì sẽ có một cái buổi tốt nghiệp. Thì trường sáng nay em mới nhận được cái email đó, trường mới nói là mời gia đình và bé đến dự cái buổi tốt nghiệp vào tháng 5. Thì ở đây thì cái lễ tốt nghiệp nó rất là quan trọng, nó như một cái lễ trưởng thành vậy đó. Và em cũng cảm nhận là con em nó nhận rất là nhiều cái những cái sự quan tâm. Ở phần tiếp theo của cái chuỗi vlog này á, em xin chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn, nếu mình có quan tâm ha, thì tất cả những cái bước mà mình sắp xếp cho bé và liên lạc với những cái tổ chức nào ha, và những ai là cái người sẽ đã đang và sẽ giúp đỡ bé để hòa nhập cái cuộc sống. Để thực ra thì chưa tới 2 năm thì nó không quá nhiều để nói về tất cả, nhưng mà thật ra đó là một cái sự tiến bộ rất rất nhiều ha. Đó là một cái sự thay đổi rất là lớn đối với cuộc đời của con em và đối với cuộc đời của em, mà mình đã từng chưa bao giờ hy vọng là nó sẽ xảy ra ở một, thì em chưa bao giờ em nghĩ là con em nó sẽ được hưởng những cái chuyện như thế ha. Ngay cả ở Việt Nam khi mà mình bỏ ra một cái số tiền như thế này như thế kia mình vẫn không có được cái chuyện đó, thì ở đây ở một cái xã hội văn minh thì con em đang mỗi ngày được mỗi được quan tâm ha. Và em cũng hy vọng là cái sự sắp xếp của nhà nước cho bé nó sẽ giúp ích được cho nó phần nào. Tuy nhiên thì mình cũng không coi đó là một cái chuyện quá đặt nặng để mà mình kỳ vọng quá nhiều ha. Mình vẫn phải sắp xếp cho con mình theo cái hướng của mình. Nếu chính phủ không 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 có một cái giải pháp nào mà khiến cho mình cảm thấy mình hài lòng thì mình ít nhiều gì mình cũng phải giúp đỡ được con mình. Có một cái suy nghĩ lạc quan là ở đây thì em có thể em giúp con em được. Thì thật ra bé bây giờ bé cũng rất là vui với cô chú anh chị. Nó rất là, nó nói với em là mẹ mẹ con đi làm được không? Em mới nói là con phải học thì con mới làm được. Thế là nó nói con muốn đi học, thế nên con suy nghĩ đi. Thế là bé nói là bé để bé coi bé thích cái gì. Tại vì thực ra con em thì chắc chắn nó không có học về sách vở, không có học về chữ nghĩa được rồi. Chắc chắn là nó sẽ học một cái nghề. Nhưng mà để em xem là nếu mà cái tổ chức mà em đang nộp hồ sơ đó, nếu mà họ không sắp đặt được cho bé thì em sẽ sắp đặt cho bé.
chuyện đó thì chắc chắn nó phải xảy ra. Thì hẹn cô chú anh chị ở cái phần tiếp theo, em sẽ chia sẻ được tất cả những cái thủ tục ha, và cho cô chú anh chị nào, cha mẹ nào, nếu có trường hợp, nếu chẳng may ha, mình có trường hợp mà mình có con, ở trong cái trường hợp của em á, thì ít nhiều gì mình cũng có cái kinh nghiệm một chút xíu ha, để mình biết cái đường đi nước bước. Hoặc là mình có gia đình, có người quen, có bạn bè gì đó thì mình có thể mình chỉ được. Lúc em qua đây thực sự là cứ mò mẫm thôi, cứ gọi là mò mẫm, mà cũng may mắn là gặp được những cái người á, người ta giúp đỡ ha, cô chú anh chị. Thì em xin cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe cái vlog ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở phần tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.